hôm nay là chuyện của con với Hồ. Mà sao Đông Dương đi chào hết bàn vậy? Đông Dương nó đi lấy đồng hồ sao? Nó chào như người hết bàn luôn rồi đó. Trời, mà tôi ngỡ ngàng cái sợ. Không biết sao mà ở chợ Tân Hồng biết rằng nó tìm được bộ đồ nó mặc hay ta. Bộ đồ nhu thiệt nhu vậy đó. Bộ đồ rất là nhu. Bộ đồ đứng tới cái rèm tưởng cái rèm không? Nếu nói á, nếu nói Đông Dương á là ca sĩ thì nó cũng không, chưa hẳn là ca sĩ, mà nghệ sĩ cũng chưa hẳn ca sĩ, mà nghệ sĩ mà diễn viên điện ảnh nữa. Mà hồi nãy nếu ai cái hình Thuận đem lên vậy rồi sao trời, đem rồi đồng mạng đừng thấy Đông Dương hồi nãy rồi livestream nhiều lắm, đem rồi qua tới Mỹ luôn. Bộ đồ 65.000 mà giờ nãy bà bán có nhận ra nghệ sĩ có giảm 5.000 đó. Dạ có giá ghê, nghệ sĩ có giá. Cảm ơn Giang Cộng, cảm ơn nghệ ca